Vâng, ông Thanh Khánh Hằng hôm nay lại xin chào đại gia đình. Chúc gia đình một ngày mới vui vẻ, bình an nhé. Cả nhà ơi, hôm nay shop về thêm được mấy equine. Vâng, lọc cho anh em. Đợt này anh em điện hỏi em Hằng lọc rất là nhiều. Vâng, hôm nay thì shop lại về tại cửa hàng. Bốn con Âm Thanh lọc cho anh em chơi là con ma răng. Vâng, con ma răng 20D. Con này thì nó có đèn ở cần gạt đấy. Vâng, em Hằng không cần phải giới thiệu nữa, có các bài đăng rồi. Và hôm nay là có về thêm là một con săn xui SS8 trơn. Vâng, con này thì em đã đóng hộp rồi. Và một con săn xui SS9 con này thì làm hồi. Vâng, và một con SS9 đã đóng hộp. Anh em nào mà đặt em Hằng thì liên hệ lại cho em Hằng để em Hằng gửi. Dạ vâng, đợt này thì hàng nó hơi khan, nó rất là khó về. Vâng, chứ anh em rất là thông cảm, hoan hỉ nhá. Bởi vì những cái dòng này thì nó muốn có được những hàng đẹp mà tầm 98% như thế này thì cũng hơi khó. Còn những cái hàng mà nó trung bình thôi thì đợt này em Hằng cũng không làm, bởi vì anh em chơi thì anh em cũng tham khảo rất là nhiều. Vâng, những cái con mà hàng đẹp mà tầm 98% thì giờ này cũng là hơi khan và cũng hơi khó kiếm. Vâng, anh em hãy liên hệ cho em Hằng tất cả ở bên Zalo nhé, để em Hằng tiện gửi ảnh và thông báo những cái model và anh em cần và thông số để anh em tự lựa chọn và những cái đồ để anh em cần. Vì những cái dòng này cũng có từ tầm tiền, vâng, nó rất là nhiều loại. Ngoài ra thì anh em có thể tham khảo những cái dòng nó tầm tiền, bên em có từ tầm khoảng từ 4-5 triệu trở lên, trên 10 triệu. Và những cái lọc nó cũng khá là để cho anh em chơi cho những cái dòng mà những anh em cần. Bởi vì những cái bộ mà anh em cần ấy, có những cái bộ hàng trăm triệu thì anh em lại cần những cái con hàng cao cấp. Những cái dòng mà bình thường thôi, cái bộ bình thường thì anh em lại cần tìm những cái lọc nó rất đơn giản. Vâng, anh em có thể liên hệ cho em Hằng tất cả bên Zalo nhé, để em Hằng thông báo và cụ thể thông số là từng cái model em Hằng đang có tại cửa hàng. Và hiện tại hôm nay là có 4 con, 2 con săn xui SE9 nó mới tầm 98% là mới về, và một con SE8 trơn ạ, và một con ma răng 20D. Vâng, tất cả những cái này thì em Hằng đã test và có bản test rồi. Thì anh em chat em Hằng ở bên Zalo, em Hằng sẽ gửi bản test và cụ thể từng cái model nhé. Vâng, hiện tại thì tất cả những cái dòng này đã có tại ở cửa hàng em Hằng. Vâng, anh em nào mà đặt và dặn em Hằng thì liên hệ lại cho em Hằng. Vâng, vì cũng lâu rồi, bây giờ này là mới có từng hàng để trả cho anh em. Em Hằng không phải lục lại nữa. Dạ vâng. Anh em nào mà thích đặt những cái bộ hồi gỗ này, là những cái má gỗ này thì có thể liên hệ cho em Hằng nhé. Vâng, cái má này thì là nó là gỗ thịt. Vâng, còn đâu những cái vỏ như thế này thì nó là trong là gỗ công nghiệp, còn ngoài là cái vỏ lát óc chó. Vâng, nó rất là vân và đẹp. Anh em lấy của em Hằng rồi thì có thể tham khảo và rất là biết từng cái mặt hàng của em Hằng nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.